học điện tử sinh học hoặc việc sử dụng các thiết bị điện để điều khiển tín hiệu điện trong cơ thể là trọng tâm trị liệu gần đây của các bác sĩ và nhà nghiên cứu. Theo Viện Điện tử Y học, phương pháp điều trị điện tử sinh học sử dụng các thiết bị và công nghệ khác để điều trị chấn thương hoặc bệnh tật là một lựa chọn có khả năng an toàn hơn so với thuốc và dược phẩm tương tự. Và sự phổ biến của phương pháp y tế này đang ngày càng tăng, ít nhất là từ góc độ thị trường điện tử y tế dự kiến sẽ tăng gần 8% trong vài năm tới. Một số nghiên cứu đã được thực hiện về hiệu quả của y học điện tử sinh học, ví dụ. Một số nghiên cứu về việc sử dụng các thiết bị điện tử để kích thích dây thần kinh phế vị để điều trị các tình trạng viêm đã dẫn đến một số thử nghiệm lâm sàng trên người. Nhưng ngay cả như vậy, nghiên cứu vẫn đang xuất hiện hàng ngày để khám phá tiềm năng của y học điện tử sinh học đối với bệnh nhân. Và giờ đây, theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering, các nhà nghiên cứu có thể đã tìm ra một phương pháp tiếp cận điện tử sinh học để điều trị bệnh tiểu đường. Sử dụng sóng siêu âm. Theo nhóm các nhà nghiên cứu do Cơ dẫn đầu, việc kích hoạt các dây thần kinh cụ thể thông qua việc sử dụng công nghệ siêu âm đã chứng minh hiệu quả trong việc thay đổi nồng độ chất dẫn truyền thần kinh tập trung vào việc điều chỉnh sự trao đổi chất ở ba loài chuột, mang lại hướng tích cực cho việc điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Ý tưởng đằng sau việc sử dụng sóng siêu âm cho bệnh tiểu đường tập trung vào việc kích thích các con đường chuyển hóa thần kinh. Nghiên cứu trước đây cho thấy rằng các sóng được tạo ra bởi siêu âm tương tác với các tế bào theo cách mà nó thực sự có thể thay đổi hoạt động của các tế bào thần kinh xung quanh các tế bào để thay đổi giao tiếp thần kinh não. Mặc dù cơ chế chính xác vẫn còn một chút chưa rõ ràng. Cụ thể, các nhà nghiên cứu nhắm mục tiêu vào đám rối thần kinh của hệ thống cổng gan, đóng một vai trò quan trọng trong việc cân bằng nội môi gluco. Nhóm nghiên cứu hiện đang tiến tới các nghiên cứu khả thi về kỹ thuật của họ trên người. Nếu siêu âm chứng minh được hiệu quả đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, nó có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong việc chăm sóc và điều trị bệnh tiểu đường. Việc giảm nhu cầu theo dõi gluco thường xuyên và tiêm insulin thường xuyên có thể cải thiện kết quả và giảm gánh nặng cho bệnh nhân. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.